Kính thưa quý vị, trong những năm qua, Việt Nam chúng ta đang chứng kiến một cuộc chiến phòng chống tham nhũng mạnh mẽ và sâu rộng, lan tỏa vào từng ngóc ngách của các bộ, ngành. Vừa qua, Ban Thanh tra Bộ Nội vụ đã quyết định công bố sẽ tiến hành thanh tra Bộ Xây dựng. Đó là một động thái cho thấy sự quyết liệt trong công tác cán bộ cũng như công tác phòng chống tham nhũng của Tổng Bí thư Tô Lâm ngay khi vừa mới được đương nhiệm. Trong gần 10 năm lại đây thì rất nhiều vụ án có liên quan đến ngành xây dựng đã được phanh phui. Nó đã lộ ra rất nhiều lỗ hổng trong quản lý, dễ gây thất thoát và tham nhũng. Điều này không chỉ đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý nhà nước mà còn làm suy giảm lòng tin của người dân vào sự minh bạch của các dự án xây dựng công. Và hiện nay, Bộ trưởng Xây dựng là ông Nguyễn Thanh Nghị, là con trai của nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Trong quá khứ thì ông Mỹ đã từng bị kỷ luật vì vi phạm từ cấp cơ sở. Vậy cuộc thanh tra Bộ Xây dựng lần này nhằm mục đích gì? Vừa qua, Thanh tra Bộ Nội vụ đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức, đạo đức văn hóa, giao tiếp của công chức tại Bộ Xây dựng. Phát biểu tại cuộc công bố, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ các mục đích, yêu cầu và sự cần thiết của hoạt động thanh tra về công tác tổ chức cán bộ, đồng thời chỉ đạo quán triệt hoạt động của đoàn thanh tra, yêu cầu các thành viên nghiêm túc thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn thanh tra, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ. Thay mặt đoàn thanh tra, bà Chu Thị Hồng Tâm, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, trưởng đoàn công bố toàn văn quyết định số 358 quyết định thanh tra Bộ Nội vụ ngày 3 tháng 7 năm 2024 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ về việc tiến hành thanh tra tại Bộ Xây dựng theo kế hoạch thanh tra năm 2024. Theo đó, Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng vị trí việc làm, quản lý biên chế công chức, đạo đức văn hóa giao tiếp của các công chức, những việc công chức không được làm, quy tắc nghề nghiệp của công chức, viên chức tuyển dụng công chức, viên chức bổ nhiệm công chức v.v. giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Có thể thấy, trong đợt thanh tra này là theo kế hoạch thanh tra năm 2024, chỉ báo trước một ngày và thời gian thanh tra là trong vòng 60 ngày. Đây thể hiện là một quá trình thanh tra bất ngờ và thời gian kéo dài. Nếu Bộ Xây dựng có chứng cứ sai phạm, chắc chắn sẽ khó thoát khỏi tội. Như chúng ta cũng thấy, nhiều vụ án bất ngờ do công an điều tra đã đưa ra ánh sáng những vụ án lớn, những vụ án nghiêm trọng, những vụ tham ô lớn. Việc điều tra mà không có thông báo trước, có thời gian kéo dài là một chiến lược quan trọng trong công tác thực thi pháp luật. Điều này giúp đảm bảo được tính bất ngờ và hiệu quả của quá trình thanh tra điều tra, tránh việc các đối tượng bị điều tra, tránh việc thanh tra bỏ sót tội. Trong khi đó, nếu thanh tra điều tra không đột ngột, không kéo dài, thì chắc chắn sẽ lọt khe đối tượng bị thoát tội. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, trong những năm qua, nhiều vụ án tham nhũng lớn đã được phanh phui nhờ vào công tác thanh tra của các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan thanh tra của các bộ. Điển hình như các vụ án nổi bật xuất phát từ việc thanh tra các bộ, như vụ án tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Đinh La Thăng và Nguyễn Xuân Thanh. Quá trình thanh tra tại Dầu khí Việt Nam và các công ty con đã phát hiện ra nhiều sai phạm nghiêm trọng liên quan đến quản lý và sử dụng vốn đầu tư. Đinh La Thăng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị BVN và Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị BVC, cùng nhiều lãnh đạo khác đã bị khởi tố và xét xử. Hay như vụ án tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam VRG, qua quá trình thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai, đầu tư dự án. Nhiều cán bộ lãnh đạo VRG đã bị khởi tố và xét xử. Hoặc một vụ án lớn nữa là vụ Mobifone mua AVG. Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình Mobifone mua lại AVG, dẫn đến việc khởi tố và xét xử nhiều cán bộ, trong đó có Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, hoặc là thanh tra tại ngân hàng Ocean đã phát hiện ra nhiều sai phạm trong quản lý tài chính và hoạt động cho vay. Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ocean đã bị bắt và xử lý hình sự cùng với nhiều cán bộ khác của ngân hàng. Điều này cho thấy việc thanh tra Bộ Xây dựng là hoàn toàn cần thiết. Thanh tra sẽ giúp phát hiện các sai phạm trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng từ khâu lập kế hoạch, đấu thầu, thi công đến nghiệm thu và bàn giao. Điều này ngăn chặn tình trạng sử dụng sai mục đích nguồn vốn đầu tư công và đảm bảo các dự án được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng. Ngành xây dựng thường liên quan đến các khoản đầu tư lớn và phức tạp. Do đó, dễ phát sinh tham nhũng, việc thanh tra sẽ giúp phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, từ đó răn đe và ngăn chặn các hành vi vi phạm trong tương lai. Đây là một nước đi được người dân mong đợi từ rất lâu để thấy được những sai phạm gây nhức nhối bấy lâu nay.
đây là một quyết định đúng đắn và đầy quyết tâm của Tổng Bí thư Tô Lâm, không phụ công người nhóm lò là Bác Trọng và người kế cận Bác Trọng đang thổi bùng lên ngọn lửa chống quan tham, thanh lọc bộ máy đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định kiên định lập trường dân ở gốc, quyết tâm xây dựng đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Lưu ý về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 14 của Đảng, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhấn mạnh tránh tình trạng cua cậy càng, cá cậy vây, từ cao từ đại, coi thường người khác, không phối hợp hợp tác tốt. Chúng ta sẽ hy vọng rằng qua việc thanh tra này sẽ lựa chọn những cán bộ ưu tú và loại bỏ được những cán bộ bị tha hóa, biến chất, diễn biến và tự diễn biến ra khỏi bộ máy nhà nước, vạch trần sự thật những sai phạm. Và hiện nay Bộ trưởng Bộ Xây dựng là ông Nguyễn Thanh Nghị. Ông chính là con trai của nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Và như quý vị đã biết, vào năm 2020, ông Nghị đã từng bị kỷ luật, khi đó ông là Bí thư tỉnh Kiên Giang, cùng nhiều cán bộ ở Kiên Giang bị kiểm điểm về luật đất đai, truy thu thuế tài nguyên hơn 2,2 tỷ đồng. Đối với nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuế đất, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang thu hơn 822 tỷ đồng trong tổng số hơn 1.549 tỷ đồng. Số tiền không có khả năng thu hồi là trên 39 tỷ đồng do doanh nghiệp phá sản và không triển khai dự án. Và đến tháng 4 năm 2021, ông Nghị trở thành Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Vậy, con đường và sự nghiệp của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị như thế nào? Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông từng là Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, nhiệm kỳ 2015-2020 và là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước ở thời điểm được bổ nhiệm là năm 2015. Ông Nguyễn Thanh Nghị là con trai của ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Trong nhiệm kỳ làm Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Tấn Dũng ngoài việc đưa nền kinh tế đất nước hội nhập với các nước trong khu vực, thu hút đầu tư nước ngoài, tiếp cận với nguồn vốn ODA, nhưng đó cũng là giai đoạn mà tham nhũng tiêu cực được đẩy lên đến đỉnh điểm với những đại án lớn như cố ý làm trái quy định của pháp luật tại tập đoàn Vinasin, vụ án Trịnh Xuân Thanh hay Đinh Đa Thăng có liên quan đến tập đoàn Dầu khí Việt Nam hay Bộ Tài nguyên và Môi trường do có vi phạm trong sự cố môi trường biển Formosa không bị xử lý. Nhưng đến khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thì những đại án này mới được đưa ra xét xử một cách công khai, minh bạch. Có rất nhiều các dự án trọng điểm của quốc gia làm chậm tiến độ, đội vốn, gây nhức nhối trong một thời gian dài như dự án đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, gồm các tuyến Nhổn, Ga Hà Nội, Cát Linh, Hà Đông, Kiên Viên, Ngọc Hồi đã đội vốn lên 9.197 tỷ đồng, lên khoảng hơn 81.537 tỷ đồng, tức là tăng gấp 9 lần so với kế hoạch ban đầu. Hay tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành, Tham Lương dài 9,2 km, dự án được phê duyệt vào năm 2010 so với mức đầu tư ban đầu là khoảng 26.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay ước tính mức đầu tư của dự án này vào khoảng 47.000 tỷ đồng, đội vốn 21.000 tỷ đồng. Và chính ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã phát biểu trước hội nghị với trọng trách là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu chính phủ và xin thành thật nhận lỗi trước Quốc hội, trước toàn đảng, toàn dân về tất cả những yếu kém, khuyết điểm của chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, nhất là trong những yếu kém, khuyết điểm trong kiểm tra, giám sát hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong nước. Một số tập đoàn, tổng công ty điển hình là Vinasin, Vinalife, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, có nhiều sai phạm gây tổn hại và hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, ảnh hưởng đến uy tín và vai trò của kinh tế nhà nước. Vâng, và trong tại thời điểm đó thì chưa có văn hóa từ chức như bây giờ. Nên chúng ta cần thấy rằng văn hóa từ chức theo quy định số 41 của Trung ương vào ngày 3 tháng 11 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ là một trong những quy định hết sức đúng đắn, tạo ra bước đột phá mới, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xử lý cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Và ông Nguyễn Thanh Nghị còn có em trai là Nguyễn Minh Chiết, hiện nay đang giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, và con đường sự nghiệp của ông Nghị cũng khá là mượt mà. Nghị sinh ngày 12 tháng 8 năm 1976, quê ở phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Tuy vậy, hầu hết thời niên thiếu của ông lại gắn bó với Kiên Giang, nơi cha ông là ông Nguyễn Tấn Dũng từng làm Bí thư Tỉnh ủy. Thời niên thiếu, ông Nguyễn Thanh Nghị học ở trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1988, sau khi tốt nghiệp, một năm sau ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Bây giờ là ông Nguyễn Tấn Dũng đang giữ chức Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị kiêm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2001-2002.
ông làm giám đốc quan hệ khách hàng và quản lý dự án tập đoàn Bitico. Năm 2006, ông bảo vệ tiến sĩ ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng tại Đại học Washington, Hoa Kỳ. Sau đó, ông trở về Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh để làm công tác giảng dạy. Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 11 năm 2011 bằng quyết định số 2011 của Thủ tướng do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký. Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng phụ trách mảng kiến trúc và quy hoạch. Vào chiều ngày 28 tháng 2 năm 2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa 8 nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 11 và bầu Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2015, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 và đã bầu ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Tại thời điểm được bầu, ông mới 39 tuổi, đó là Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất cả nước. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu lại Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021 tháng 10 năm 2020, tại quyết định số 1518 của Thủ tướng. Thủ tướng Chính phủ điều động bổ nhiệm Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Kiên Giang giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, ông được Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2016-2021 theo đề nghị của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng là một trong những bộ trưởng trẻ nhất Việt Nam tại thời điểm được bổ nhiệm, nhưng cũng dính đến nhiều sai phạm từ cấp cơ sở. Những sai phạm này chỉ được đưa ra xử lý khi có quyết tâm thực hiện chiến dịch phòng chống tham nhũng tiêu cực từ trung ương đến địa phương phát triển mạnh mẽ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chỉ ra công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo một bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép về bất kỳ cá nhân nào. Hiện nay, đoàn thanh tra sẽ thanh tra về công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng các giai đoạn vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Lúc này, ông Nguyễn Thanh Nghị đang đương nhiệm Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Vậy liệu rằng ông Nghị có thể giữ được mình trong sạch trong lần thanh tra này hay không thì chúng ta phải chờ đợi kết quả thanh tra điều tra. Vì cuộc thanh tra diễn ra trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố. Nhưng câu hỏi là vì sao chúng ta lại thắc mắc về ông Nghị? Bởi từ thời kỳ trước, trong các cuộc thanh tra trước đó, cụ thể là thanh tra từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, giai đoạn này đã có nhiều sai phạm trước đó. Từ năm 2018, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã công bố quyết định thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, khoáng sản, môi trường ở tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2017 đã gây thất thoát hơn 2.300 tỷ đồng. Với sai phạm này, ông Nguyễn Thanh Nghị cùng 7 lãnh đạo Kiên Giang đã tiến hành kiểm điểm và xin cùng chịu hình thức kỷ luật rút kinh nghiệm trong thời kỳ thanh tra, đặc biệt là giai đoạn 2016 đến tháng 6 2018. Thời kỳ này, ông Nghị là lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thì Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc và Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn trực thuộc đã buông lỏng quản lý về đất đai, về trật tự xây dựng đô thị, dẫn tới nhiều tổ chức cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân lô, tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng. Kết luận thanh tra cũng chỉ ra rõ việc buông lỏng quản lý về đất đai gây khó khăn trong việc thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng trong thời gian vừa qua, càng chứng tỏ được rằng Đảng và Nhà nước đã thực hiện rất nghiêm tư tưởng, chỉ đạo và quan điểm nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Thành quả của công cuộc chống tham nhũng tiêu cực đã để lại một dấu ấn rất nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và củng cố, cũng như tăng cường được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Như vậy chúng ta cũng thấy lựa chọn Tổng Bí thư Tô Lâm quả là đúng đắn. Khi bọn tham ô tham nhũng của cải của nhân dân ăn mừng vì sự ra đi của Bác Trọng không còn người đốt lò, thì lò sẽ tắt ngúng. Nhưng không, lò ấy vẫn tiếp tục dưới người kế nhiệm. Bác Trọng được xem là Tổng Tư lệnh cuộc chiến đốt lò, thì Bác Tô Lâm cũng được xem là Tư lệnh chiến trường thời kỳ đó.
Hiện nay, Bác Tô Lâm kế nhiệm Bác Trọng dưới sự chỉ đạo mạnh mẽ, công cuộc biến cành củi sâu mọt thành than, cho thấy tín nhiệm của nhân dân không sai. Không chỉ Trung ương tín nhiệm với cá nhân đồng chí Tô Lâm, mà còn thể hiện được sự đoàn kết nhất trí trong Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương cũng như trong nội bộ của Đảng. Đó cũng là mong muốn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trước đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc đến tinh thần đoàn kết chính là sức mạnh. Với Tổng Bí thư Tô Lâm, không có gì bằng sự đoàn kết thống nhất vì đó là sức mạnh của chúng ta. Và đây là sức mạnh giúp đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt thắng lợi mục tiêu của Đảng ta đề ra. Ông khẳng định tinh thần kiên quyết, kiên trì, chống chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng với phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, các biện pháp kiểm soát quyền lực, chấn chỉnh đạo đức công vụ, tác phong lề lối, phục vụ nhân dân sẽ được tăng cường. Gắn liền với công tác phòng chống tham nhũng, tiếp tục cải cách hệ thống, tháo gỡ khó khăn trong thể chế, quy định, tạo khí thế mới, không gian để phát triển kinh tế xã hội, thực hiện nhất quán cơ chế 4.0 trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đó là phải xây dựng cho được một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng tiêu cực, một cơ chế răn đe trừng trị nghiêm khắc để không dám tham nhũng tiêu cực, và một cơ chế bảo đảm để không muốn, không cần tham nhũng tiêu cực. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái là ai? Tại sao lại bị cho thôi chức vụ khi Tô Lâm vừa lên Tổng Bí thư? Lê Minh Khái từng là Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Ông sinh ngày 10 tháng 2 năm 1964 tại xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, là người dân độc kinh, không theo tôn giáo nào. Sinh ra và lớn lên và học trung học phổ thông hệ 12/12 ở vùng nông thôn tỉnh Bạc Liêu. Ông đã cố gắng vượt khó học giỏi, trúng tuyển đại học và được cử đi học ở Liên Xô. Ông có bằng thạc sĩ kinh tế, trình độ thạc sĩ kế toán kiểm toán, cao cấp lý luận chính trị, có ngoại ngữ tiếng Nga trình độ C. Sự nghiệp chính trị. Ngày 14 tháng 8 năm 1990, gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành đảng viên chính thức vào ngày 14 tháng 8 năm 1991. Sau khi tốt nghiệp đại học từ Liên Xô trở về nước, ông bắt đầu sự nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 7 năm 1991 đến tháng 7 năm 1995 là cán bộ phó trưởng phòng kế toán Liên hiệp Khoa học Sản xuất In, Lexin. Từ tháng 7 năm 1995 đến tháng 3 năm 1996 là phó chánh văn phòng Trung tâm Phát triển Ngoại thương và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, FTDC. Từ tháng 3 năm 1996 đến tháng 3 năm 1998 là kiểm toán viên, phó trưởng phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước Việt Nam khu vực phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 3 năm 1998 đến tháng 12 năm 1999 là trưởng phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam. Từ tháng 12 năm 1999 đến tháng 7 năm 2005 là phó kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 7 năm 2005 đến tháng 3 năm 2007 là kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 5 tại thành phố Cần Thơ. Từ tháng 3 năm 2007 đến tháng 3 năm 2014 giữ chức phó tổng kiểm toán nhà nước. Tháng 3 năm 2014, Ban Bí thư đã điều động và luân chuyển ông Lê Minh Khái tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu và giữ chức phó bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu. Ngày 9 tháng 6 năm 2014, Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức kỳ họp bất thường bầu ông Khái giữ chức chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu thay chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Hoàng B qua đời một tháng trước đó ở tuổi 59 vì bệnh hiểm nghèo. Ngày 2 tháng 10 năm 2015, được bầu giữ chức bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2010-2015 thay cho ông Võ Văn Dũng được Bộ Chính trị điều động về công tác ở Trung ương. Ngày 28 tháng 10 năm 2015, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020, ông tái đắc cử bí thư tỉnh ủy. Tháng 1 năm 2016, tại Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ngày 22 tháng 5 năm 2016, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 ở đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Bạc Liêu, gồm thành phố Bạc Liêu, huyện Vĩnh Lợi, huyện Hòa Bình với tỷ lệ 82,55% số phiếu hợp lệ. Chiều ngày 25 tháng 10 năm 2017, làm Tổng Thanh tra Chính phủ thay ông Phan Văn Sáu. Trước đó, ông Phan Văn Sáu đã đệ đơn xin nghỉ vì lý do cá nhân. Năm 2020, được bầu làm Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định, nghị quyết đại hội là trí tuệ tập thể được xây dựng bằng tâm huyết nguyện vọng và sự quyết tâm của toàn Đảng bộ với tinh thần thực hiện thắng lợi về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Lê Minh Khái đề nghị sau đại hội,
cấp ủy nhiệm kỳ mới khẩn trương tiếp thu và cụ thể hóa các nội dung nghị quyết của đại hội, trong đó cần xác định nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo chỉ đạo tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đánh giá kết quả thực hiện để có giải pháp chỉ đạo kịp thời. Trong quá trình triển khai, Ban chấp hành khóa 23 sẽ phát huy cao độ trí tuệ của tập thể, dân chủ lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp xác đáng của cán bộ đảng viên trong đảng bộ để bổ sung nâng cao và triển khai thực hiện cụ thể, đồng bộ, có hiệu quả nghị quyết đại hội. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, được bầu làm ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ngày 31, tại phiên họp đầu tiên của Trung ương Đảng khóa 13, ông được bầu làm bí thư Trung ương Đảng khóa 13. Ngày 7 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, ông được Quốc hội Việt Nam khóa 14 miễn nhiệm chức Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, ông được Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ngày 28 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định 1012/QĐ-TTg kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Theo đó, trưởng Ban chỉ đạo là Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Ngày 28 tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất, ông được Quốc hội Việt Nam khóa 15 bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Với 459 đại biểu có mặt, chiếm 95,63%, số đại biểu tán thành là 455, bằng 94,79%, đại biểu không tán thành là 4, bằng 0,83%. Quốc hội đã bầu đồng chí Lê Minh Khái giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, 12 đồng chí được bầu làm Bộ trưởng, thành viên Chính phủ. Ngày 25 tháng 8 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định số 1438/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Lê Minh Khái làm Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, trưởng tiểu ban Tài chính hậu cần. Ngày 24 tháng 9 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định số 1618/QĐ-TTg kiện toàn Ban chỉ đạo điều hành giá, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm trưởng Ban chỉ đạo. Ngày 26 tháng 1 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định số 132/QĐ-TTg kiện toàn Ban chỉ đạo tổng kết chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng, Ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm trưởng ban. Ngày 3 tháng 7 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định số 790/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo về triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm trưởng ban chỉ đạo. Ngày 9 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định số 1521/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2030, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm trưởng ban chỉ đạo. Đến ngày 30 tháng 5 năm 2024, nhận thêm nhiệm vụ làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 463/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2024 phê duyệt danh sách thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể, Ban chỉ đạo. Theo danh sách phê duyệt, ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng Ban chỉ đạo. Phó trưởng Ban chỉ đạo gồm ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, Phó trưởng Ban thường trực; ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Trong sự nghiệp chính trị của mình, thì ông Lê Minh Khái nhận được nhiều phần thưởng cao quý như chiến sĩ thi đua cấp ngành kiểm toán, bằng khen của Tổng kiểm toán nhà nước, huân chương lao động hạng 3, huân chương lao động hạng 2. Cho thôi chức vụ. Ngày 3 tháng 8 năm 2024 tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp về công tác cán bộ theo thẩm quyền. Trong phiên làm việc buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp giới thiệu nhân sự và bầu đồng chí Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu khẳng định kế thừa và phát huy những thành quả kết mạng mà đồng chí cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thế hệ lãnh đạo đi trước đã gây dựng, duy trì sự đoàn kết, thống nhất và cùng tập thể Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban bí thư quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra, tổ chức thành công Đại hội 14, đưa đất nước vững bước phát triển trong giai đoạn mới. Trong phiên làm việc buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét đơn xin thôi giữ các chức vụ của một số đồng chí lãnh đạo cơ quan trung ương và địa phương. Đồng chí Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương,
Ban chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy các đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ vi phạm các quy định của Đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và các quy định về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, ông Lê Minh Khái đã có đơn thôi xin giữ các chức vụ được phân công, căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của các đồng chí. Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Lê Minh Khái thôi giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Như vậy, với việc được cho thôi chức vụ Bí thư Trung ương Đảng và Ủy viên Trung ương Đảng, thì con đường thăng tiến của ông Lê Minh Khái đã chính thức dừng lại, dù hiện tại ông mới có 60 tuổi. Suy ngẫm, sư Thích Minh Tuệ khiến các giả tu khiếp sợ vì phải bán bớt ô tô, đất đai mà tiêu. Thủ đoạn thao túng tâm lý của các sư đáng sợ như thế nào? Những ngày gần đây, lan truyền trên mạng xã hội hình ảnh một vị sư đầu trần chân đất đi bộ từ Nam ra Bắc, rồi từ Bắc vào Nam. Thầy Thích Minh Tuệ đang trở thành hiện tượng lạ trên mạng, đang cho chúng ta thấy là một tấm gương khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hiện tại, trên bước đường tu, sư đến đâu dân chúng cũng kéo theo hàng trăm đến hàng ngàn người, và trong đó có không ít YouTuber, TikToker, Facebooker. Điều đó khiến nhiều người lo lắng vì vấn đề an ninh hay sự phiền nhiễu cho việc tu tập của sư. Theo tôi, chúng ta chớ vội mà trách cứ những người làm các kênh mạng xã hội. Hãy nhìn vào mặt tích cực của họ, vì nếu không có họ thì làm sao tạo ra những hiệu ứng tốt đẹp lan tỏa về một bậc chân tu. Và với thời đại này, cũng cần nhìn nhận rằng việc hoằng dương chánh pháp, phổ độ chúng sinh, chia sẻ những điều tốt đẹp sẽ rất hữu hiệu khi có sự hỗ trợ của truyền thông và mạng xã hội. Nếu không thì làm sao Phật tử ở Việt Nam biết đến những bài giảng của sư Pháp Hòa hay Tịnh Không và của những bậc cao tăng khác nữa. Mặt khác, sự tu tập của họ cũng là một phép thử để sư Minh Tuệ thực hành chế ngự tâm. Khi được nhiều người chú ý sùng bái vái lại, nếu sư khởi lên cái tâm mình là quan trọng, là trung tâm, là ngôi sao thì ngay lập tức sư rơi vào ngã chấp, ngã mạn, tâm tham ái, cầu danh. Nếu họ vây quanh khiến sư không có thời gian nghỉ ngơi sinh hoạt mà khó chịu, nổi giận, tức tâm sân đã sinh khởi. Cho nên, những tình huống này là một phép thử cực đại trên bước đường trì giới và chánh niệm. Theo quan sát, dù đi bộ cực khổ đến đâu, nhưng lúc nào trên mặt sư cũng an nhiên và luôn nở nụ cười. Có lẽ sư đã đạt đến trạng thái tịch tịnh, hay nhiều người dân tỏ lòng thương xót cho sư, xì xụp khóc lóc vì chứng kiến cảnh sư đầu trần chân đất dãi nắng dầm mưa. Sự dung cảm này có thể hiểu được, nhưng đó là chúng ta lấy suy nghĩ và đôi mắt của người thế tục. Lựa chọn con đường khổ hạnh ấy khiến sư cảm thấy được lạc thọ nội tâm, và những trở ngại đó mới giúp sư đến gần với giác ngộ. Lại có người lo cho sư vì những tai họa có thể ập đến bởi những thế lực đen tối. Xin cũng đừng lo, khi đã chọn con đường này thì phải là một bậc đại dũng. Chả phải sư từng nói, còn cho con sống thì con tu tiếp đó sao? Đây là tinh thần vô úy khi sư đã thấu triệt vô thường vô ngã. Điều mà ta nên quan tâm là liệu sư có thực sự đã đạt được tâm thái đó hay chưa? Nếu đã đạt được thì niết bàn cũng không còn xa nữa, vậy tất cả nên hoàn hỷ. Tôi đoán tất nhiên đến một giai đoạn nào đó, có thể là sau khi chứng nghiệm khổ, rèn được thân tâm, sư Minh Tuệ sẽ ẩn tu, vì để đạt giác ngộ khi giới hạnh đã đầy đủ cần phải thiền để nhập định. Chắc chắn những ảnh hưởng của sư đã khiến cho tiền rơi vào túi một số gia tăng ít lại, và cứ đà này có khi họ phải bán ô tô, bán đất bớt mà tiêu. Cho nên không lạ gì việc chống phá hại sư Minh Tuệ đang vào guồng rất mạnh. Họ ban đầu bịa ra chuyện giả tu và có cả một ekip quay phim giàn dựng. Họ gọi phân lô bán nền, hay họ chê cái nồi cơm điện là bình bát không chính thống. Nhưng họ làm sao hiểu được sư đã đạt đến cái tâm phá chấp. Sư đâu còn sợ mắc cỡ hay bị quê với mọi người, và sư cũng có dùng điện thoại hay biết mạng xã hội nói gì đâu. Khi đã chọn đời sống phạm hạnh, sống xả ly, không gia đình, ngủ nghĩa địa, thì trở ngại lớn nhất là gia đình, người thân mà sư còn vượt qua thì có giá gì. Tệ nhất là họ đã chụp mũ cho sư, gắn nhãn tổ chức nước ngoài phản động, dựng lên một ông sư ăn xin để chống phá Phật giáo Việt Nam và phá hoại đất nước. Xin thưa rằng, Phật giáo Việt Nam bị phá hoại bởi những giả tăng đang được hậu thuẫn và dung túng. Chính họ đã lợi dụng thuyết nhân quả, luân hồi để xuyên tạc, bịa đặt và dọa cho những người u mê sợ hãi bằng những viễn cảnh ghê rợn ở kiếp sau. Từ đó tiếp tục lợi dụng cúng dường như một phương pháp để giải nghiệp áo, cầu phước báo, tăng trưởng công đức. Tiền càng nhiều càng tốt, và người mà có tâm đạo cúng luôn cả nhà cho chùa, dọn đi chỗ khác ở, cứ ở cái chòi nào đó, ở bình thường thôi, tóm lại là cúng dường, cúng dường. Do đó, khi nào các giả tu đang trà trộn vào chùa, khoác áo nhà sư mà bị thanh lọc là lúc Phật giáo Việt Nam được chấn hưng.
Tất nhiên, khi tán thán về pháp hành của sư Minh Tuệ thì không đồng nghĩa với việc thả các pháp tu khác ở những bậc chân tu trên đất nước này. Mỗi người một căn cơ, một hạnh nguyện khác nhau nên không thể ai ai cũng phải giống nhau. Mỗi cá nhân có mặt ở thế gian này là để hoàn thành một sứ mệnh của riêng mình. Nếu tiêu chuẩn của một người tu là giới hạnh thì rõ ràng người hành pháp sẽ cao hơn người hiểu pháp, và thực hành được hạnh Đầu Đà là một công hạnh lớn, xưa nay không được mấy ai. Vậy tán thán tín ngưỡng giới hạnh là việc nên làm nhưng không nên sùng bái, suy tôn, thánh hóa sư Minh Tuệ ngay lúc này, vì điều đó sẽ khiến rơi vào tà kiến, ngoại đạo, đi ngược lại với tinh thần Phật giáo. Để thấy rõ được ý nghĩa của việc tu hạnh Đầu Đà, xin dẫn lại lời Đức Phật khi tán thán hạnh tu của Ngài Ca Diếp. Lành thay, Ca Diếp, Thầy có nhiều lợi ích, độ người vô lượng, rộng đến tất cả trời. Người đều được độ, vì sao, Ca Diếp? Nếu hạnh Đầu Đà này được ở đời thì pháp của ta cũng sẽ được lâu dài ở đời. Nếu có pháp ở đời thì thiên đạo tăng thêm, ba đường ác liền giảm. Cũng vậy, Thánh Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, Đạo Tam Thừa đều còn ở đời. Này các tỳ kheo, hãy học như Ca Diếp tu tập.